Và làm sao để mình kiểm định được cái sản phẩm đó là có chất lượng hay không ha. Thì xin tự giới thiệu một chút, thì em tên là Hiền ha, và hiện tại đang là trainer cho công ty Media Step và hỗ trợ cho các cái bạn quản lý tài khoản của công ty mình, hỗ trợ cho các cái nhà bán là có thể mở được tài khoản trên Alibaba.com. Thì bài ngày hôm nay sẽ là bài mà em hướng dẫn mọi người cách đăng một cái sản phẩm chất lượng nhất và làm sao để mình kiểm định được cái sản phẩm đó là có chất lượng hay không ha. Thì vào với phần đầu tiên thì như là mọi người cũng đã biết, để đăng một sản phẩm á, thì sau khi mà mình đăng nhập vào rồi thì mình sẽ vào trong cái phần Bot Product. Thì trong cái phần Bot Product á, mình sẽ chọn danh mục rồi sẽ đi đến cái sản phẩm mà mình sẽ đi đến cái trang sản phẩm mà mình muốn đăng tải sau cái bước chọn danh mục rồi ha. Thì khi mà mình đã chọn được danh mục phù hợp cho cái sản phẩm của mình á, thì em đã có hướng dẫn ở những cái bài trước á, là làm sao để mà mình chọn được cái danh mục đúng phù hợp với cái sản phẩm của mình. Và hai nữa, nếu như mà mình phân vân, mình không biết là sản phẩm của mình thuộc cái ngành nào là chính xác á, thì mình có thể lên search thử những cái tên sản phẩm tương tự ở trên sàn Alibaba để mình xem là những cái nhà bán á, họ chọn cái danh mục nào để mà mình tham khảo. Thì sau khi đó thì mình sẽ vào đến cái bước là mình điền thông tin ở đây. Thì ở trong cái trường đầu tiên này á, sẽ có hai cái mục thông tin quan trọng, đó là phần tên của sản phẩm và từ khóa của sản phẩm, là hai mục mà bắt buộc phải điền. Thì với hai mục này á, thì mọi người có thể sử dụng cái phần Smart Voting On này nè. Thì khi mà mọi người bật lên á, thì một là Alibaba họ sẽ dựa trên cái danh mục mà mọi người đã lựa chọn để gợi ý cho mọi người cái tên sản phẩm cũng như là cái từ khóa gần nhất với lại cái sản phẩm đó. Và hai nữa là nó sẽ dựa trên những cái thông tin cũ mà mình đã đăng về sản phẩm trên trang bán hàng của mình rồi. Thì họ sẽ dựa vào đó để họ gợi ý tên và từ khóa cho mình ha. Còn ngoài ra thì mình cũng sẽ có thể tự tham khảo thêm các cái từ khóa khác với những cái sản phẩm cũ, những cái từ khóa khác với cái gợi ý để mà mình mở rộng cái độ hiển thị của sản phẩm của mình lên. Đó, thì một cái sản phẩm mình có thể nhân bản thành nhiều các cái sản phẩm để mà mình đăng tải. Thì với nhiều cái bảng sản phẩm như vậy thì mình có thể đặt nhiều cái từ khóa khác nhau để mình kiểm tra xem là cái từ khóa nào có cái độ hiển thị cũng như là hiệu quả nhất đối với mình. Thì như vậy, để làm sao để mà kiểm tra được cái từ khóa của mình á, thì Alibaba họ sẽ có một cái công cụ là Keyword Analysis. Thì mọi người có thể tập hợp keyword từ nhiều nơi, ví dụ như là mọi người có thể tham khảo ở trên Google Trends nè, hoặc là mọi người có thể tham khảo ở những cái keyword tool khác ở trên những cái trang mạng khác á, thì để xem là cái xu hướng keyword của thông tin chung trên những cái sàn thương mại điện tử khác á, là họ sử dụng cái nào, hoặc là cái quốc gia nào họ hay dùng những cái từ khóa để họ tìm sản phẩm đó ra sao. Đó, thì mình có thể tham khảo trước những cái bên đó để mà xem, nếu như mà trong trường hợp mọi người có một cái sản phẩm Việt Nam á, mà thường nó đặc thù quá mà mình không tìm ra được cái từ khóa, thì mình có thể tham khảo ở những cái bên đó. Thì trong những bài trước em cũng có hướng dẫn mọi người cái việc mà mình tìm kiếm từ khóa như thế nào, rồi mình tổng hợp từ khóa ra làm sao. Thì sau khi mà mọi người tìm kiếm cũng như là tổng hợp được một cái list từ khóa, mọi người có thể tìm khoảng trong một sản phẩm là khoảng 100 cái từ khóa mà mình cảm thấy là cái độ hiệu quả nó tương đương á. Xong sau đó thì mình có thể vào trong cái phần Keyword Analysis. Thì vào trong cái phần này á, thì đây là số liệu mà hiện tại trên sàn thương mại điện tử Alibaba họ thống kê, chỉ có trên sàn Alibaba thôi. Cho nên là khi mà mình tham khảo thông tin ở đây á, thì cái số liệu của nó sẽ chính xác hơn. Nó sẽ chính xác và nó thu nhỏ trong cái trang thương mại điện tử của mình thôi, chứ nó sẽ không có rộng như là mình lên Google, mình search tìm Google Trend đó. Đó, thì cái đó là nó tổng hợp hết tất cả những cái trang thương mại điện tử khác luôn đó. Còn ở đây, sau khi mình tìm ra được những cái từ khóa đó rồi, thì mình sẽ vào đây mình kiểm tra lại, để nếu như mà đăng trên sàn của mình đó, thì cái độ tương tác của nó sẽ cao nhất và cái độ hiển thị của nó sẽ cao nhất. Thì có những cái số liệu ở trong Keyword Analysis mà mọi người cần phải chú ý ở đây. Thì khi mà mọi người search một cái từ khóa, thì nó sẽ list ra khoảng 100 cái từ khóa mà có liên quan đến cái từ mà mọi người đã search tìm nè.
thì mọi người sẽ thấy được cái số liệu search index, nghĩa là cái số liệu này càng nhiều á, nghĩa là cái từ khóa đó đang có cái lượt tìm kiếm nhiều trong gần đây. Đó, thì cái lượt này nhiều đến đâu á, thì cái từ khóa đó sẽ nó sẽ càng hiệu quả. Còn ngoài ra thì sẽ có một số các cái thông số khác để mà cho mọi người kiểm định được cái tỷ lệ mà thành công khi mà mình add cái từ khóa đó vào trong cái sản phẩm của mình. Thì ví dụ như là cái tỷ lệ fluctuate này, là cái tỷ lệ biến thiên, thì nó sẽ có thể thay đổi theo thị trường, có lúc nó tăng, có lúc nó giảm, thì mình sẽ dựa theo cái tỷ lệ này. Nếu như mà nó biến thiên tăng cao á, thì nghĩa là trong cái thời gian gần đây cái từ khóa này nó đang trở nên hot lên, thì có thể là vì một cái biến động, một cái tin tức nào đó, hoặc là trong cái mùa này á, người ta có nhu cầu tìm cái món hàng này nhiều hơn thôi. Thì đó, thì có thể là những cái lý do về thị trường mà cái độ biến thiên của nó sẽ có thay đổi. Thì nhà bán của mình á, mình có thể theo dõi cái này để mà mình biết được là lúc nào mà cái từ này nó đang tăng cao thì mình add vào trong sản phẩm, còn lúc nào mà cái từ đó nó đang bị giảm thấp á, thì mình sẽ sử dụng một cái từ khóa khác để mình thay thế vào. Còn đây là tỷ lệ click through rate, nghĩa là cái tỷ lệ tương tác của khách hàng, là khi mà khách hàng search tìm cái từ khóa này rồi và nó ra đúng với cái sản phẩm mà họ mong muốn á, thì họ sẽ bấm vào để họ xem. Đó, thì cái này nó sẽ thể hiện cái độ tương tác là xem coi cái từ khóa này với lại những cái sản phẩm mà đang được đính kèm với cái từ khóa này á, nó đang có mang lại cái hỗ trợ cho khách hàng không, nó có đang mang đúng cái mục tiêu, cái nhu cầu của khách hàng không. Đó, thì mình sẽ kiểm tra được cái từ khóa này nó có phải là cái từ khóa mà hiệu quả, tương ứng với cái nhu cầu của khách hàng đang muốn tìm kiếm hàng ha. Rồi cuối cùng là cái độ competitive index, nghĩa là cái chỉ số này sẽ giúp cho mình thấy được là đối thủ của mình đó, các cái đối thủ họ đang sử dụng cái từ khóa này có nhiều hay không. Đó, mình nên chọn những cái từ khóa mà nó có cái tỷ lệ cạnh tranh về đối thủ nó thấp thôi. Còn ví dụ như những cái từ khóa mà có cái độ cạnh tranh nó quá cao như vậy á, thì nhiều khi là nếu như mà mình không có chạy sản phẩm của mình thường xuyên, hoặc là mình không chạy quảng cáo thường xuyên, hoặc là cái số sao của mình không cao bằng họ, thì cái tỷ lệ mà mình xếp hạng sau họ thì nó sẽ rất là cao. Đó, có thể là mình bị, thay vì là mình chỉ đứng ở trang trang 1, trang 2 thôi, thì ví dụ như mà cái tỷ lệ cạnh tranh nó quá cao đi đó, thì lượt tìm kiếm của mình có thể nó nằm ở trang 3, trang 4 đó, ví dụ như vậy. Thì mọi người có thể tham khảo những cái thông số này đó, để mà mình gán cái từ khóa vào trong cái sản phẩm của mình ha. Sau khi mà mình đã lập được một cái danh sách từ khóa, cũng như là mình xem những cái tỷ lệ, những cái thông số hiệu quả này của từ khóa rồi, thì mình sẽ tiến hành là mình đưa cái từ khóa và sau đó mình tạo cái tiêu đề cho sản phẩm riêng cho mình ha. Thì để tạo được một cái tiêu đề chất lượng á, thì cách dễ nhất á, là mọi người sẽ tuân theo cái cấu trúc này. Đó là marketing word rồi attribute word, nghĩa là cái từ khóa để mà mọi người thu hút được thị trường, nghĩa là tại cái thời điểm đó thị trường họ đang hot về cái chủ đề gì đó. Ví dụ như là về mùa đông thì đương nhiên là họ sẽ muốn tìm những cái sản phẩm mà phục vụ cho cái mùa đó, hoặc là mùa trẻ em nhập học á, thì người ta cũng sẽ có nhu cầu người ta tìm các cái văn phòng phẩm nhiều hơn đó, ví dụ như vậy. Còn attribute word nghĩa là từ ngữ mà để diễn tả được cái yếu tố của cái sản phẩm đó, là mô tả những cái chi tiết của cái sản phẩm đó. Còn core word thì sẽ là cái từ mà mình dùng để mô tả sản phẩm. Ví dụ như lúa gạo thì nó sẽ phải luôn có cái từ lúa gạo trong cái tiêu đề sản phẩm thì người ta mới biết được. Và cuối cùng là usage scenario, nghĩa là các cái sản phẩm của mình thì mình sẽ sử dụng như thế nào, là mình sẽ đóng gói ra sao đó để cho khách hàng họ biết được. Và độ dài tiêu chuẩn của một cái tiêu đề chất lượng thì sẽ từ 50 đến 128 ký tự, tối đa là 128 ký tự ha. Và trên Alibaba thì tiêu đề của mình, để mà tối ưu nhất khách hàng có thể tìm kiếm được cái sản phẩm của mình thì mình nên bao gồm những cái từ khóa mà mình dùng cho cái sản phẩm đó. Nghĩa là ở dưới mình dùng từ khóa gì thì mình nên sắp xếp nó ở trên cái tiêu đề của mình luôn, để người ta tìm kiếm thì cái tỷ lệ tối ưu nó sẽ cao hơn, cái tỷ lệ đồng bộ của từ khóa và sản phẩm nó sẽ được tăng cái điểm nó lên ha. Và đây là một cái ví dụ để cho mọi người có thể
mọi người setup một cái, mọi người tạo một cái tiêu đề chất lượng dựa trên cái cấu trúc vừa nãy ấy, thì đó mọi người có thể tìm ra những cái từ khóa, một cái từ khóa chính, một cái từ khóa đơn giản, ví dụ như về lúa gạo thì mình sẽ luôn có cái từ khóa là rice, tại vì trên Alibaba thì mình sẽ sử dụng toàn bộ là tiếng Anh ha. Đó thì ví dụ như vậy. Rồi từ khóa thứ hai thì mình có thể mô tả về cái sản phẩm đó nó như thế nào, về các cái tính năng của sản phẩm ra sao. Rồi từ khóa thứ ba thì cũng như vậy, đó mình sẽ sử dụng là các cái từ khóa đó nó có tính năng, hoặc là nó mình có thể sử dụng thêm các cái từ marketing vào trong đó, ví dụ như là lúc nãy em nói là mùa nè, tại cái thời điểm đó thì có cái từ khóa nào đang hot, có cái sự kiện nào đang hot mà nó liên quan đến cái sản phẩm của mình đó, thì mình có thể add vào trong này. Rồi cuối cùng là key selling point, mình tìm ra được những cái mục này rồi, mình liệt kê ra được những cái yếu tố này rồi, thì mình bắt đầu mình sắp xếp các cái từ khóa cũng như là các cái key selling point của mình vào đây. Đó, mình sẽ gán cái key selling point trước nè, là về cái sản phẩm của mình có những cái thế mạnh nào. Đó. Rồi sau đó là mình sẽ đến những cái từ khóa 2, từ khóa 3. Đó là những cái từ khóa mà dài của mình, mà mình sẽ chạy ngắn hạn tại vì nó sẽ thay đổi theo mùa ha. Rồi sau đó là đến cái từ khóa đầu tiên, thì thường là cái từ khóa chủ chốt mà mình sẽ ít thay đổi. Nó sẽ luôn mô tả về chính cái sản phẩm thôi. Nó sẽ cơ bản nhất, thì mình sẽ không có hay thay đổi, mà mình sẽ chạy xuyên suốt cái từ khóa này đường dài luôn. Rồi sau khi mà mình ghép vào rồi thì mình có thể lược bỏ những cái từ mà nó bị trùng lặp. Ví dụ như là ở đây thì có protein powder nó bị lặp lại quá nhiều lần thì mình chỉ cần bỏ đi những cái từ đó, xong rồi mình sẽ có được một cái tiêu đề tiêu chuẩn của mình ở đây. Đó, cái đó là cách dễ nhất để mà mọi người có thể sắp xếp những cái mà mình vừa gán được cái từ khóa và mình vừa có được một cái tiêu đề mà nó đầy đủ tính chất nhất của sản phẩm mình ha. Thì ngoài ra thì mọi người còn có thể tham khảo ở những cái kênh khác của Alibaba. Thì trên Alibaba trong cái phần mà AI Product Optimization á, thì khi mà mọi người vào đây á, nó cũng sẽ hỗ trợ cho mọi người về cái việc là mình sẽ họ sẽ sửa chữa cái tiêu đề của mình làm sao cho đúng với cái tiêu chuẩn thương mại ở trên sàn Alibaba. Đó, ví dụ như là mình đặt một cái tiêu đề như vậy nè. Đó, thì nó sẽ chưa tối ưu lắm, cho nên là Alibaba họ sẽ có cái gợi ý cho mình ở đây để mà mình kiểm tra xem là nó có phù hợp hay không. Nó phù hợp với mình thì mình có thể sử dụng luôn cái từ này, còn nếu như mà mình cảm thấy là có cái phần mô tả nào á, mà nó chưa đúng với sản phẩm, hoặc là mình cảm thấy là họ gán những cái từ ngữ mà có thể dẫn đến cái việc mà vi phạm bản quyền á, thì mình sẽ xóa bỏ, rồi mình sẽ kiểm tra ở đây. Hoặc là vào post product đó, thì sau khi mọi người add cái từ khóa vào á, thì nó cũng sẽ thể hiện cái tiêu đề hỗ trợ ở đây cho mọi người. Nếu mà mọi người mở Mass Posting On, nó thì sẽ có hai cách để mà nếu như mà mọi người chưa biết sắp xếp tiêu đề như thế nào thì mọi người cũng có thể tham khảo ở đây. Rồi ha, thì sau khi mà chúng ta đã đăng tải, chúng ta đã thiết lập được từ khóa với lại tiêu đề cho sản phẩm của mình, thì hai phần đó là hai phần quan trọng nhất để mà mình có thể chạy quảng cáo cho từ khóa và tăng độ hiển thị. Thì mình sẽ điền tiếp những cái thông tin liên quan khác. Thì ở cái thông tin bên dưới này á, thì mọi người chú ý là để mà đăng tải được sản phẩm thành công á, thì mình phải điền hết những cái thông tin có cái dấu hoa thị này. Còn ngoài ra thì những cái thông tin mà không có dấu hoa thị thì mình nên điền đầy đủ để mà mình tăng được cái điểm Product Information Score ở đây. Thì mọi người sẽ điền hết những cái thông tin này. Như về feature, về technique á, thì mình xem là cái nào mà trong sản phẩm mình có thể mô tả được chi tiết thì mình sẽ điền vào trong này, càng đầy đủ thì cái điểm này của mình sẽ càng cao ha. Rồi, và đến cái phần tiếp theo thì đây sẽ là một cái phần quan trọng dưới cái phần mà mình điền attribute cho sản phẩm, nghĩa là mình mô tả sản phẩm, thì có cái phần variable pricing đó. Thì cái này là mình sẽ điền xem là trong cái sản phẩm của mình khách hàng có thể lựa chọn nhiều cái họ có nhiều cái lựa chọn, ví dụ như về size nè, về màu nè. Đó thì khi mà mình điền cái variable pricing này đầy đủ á, thì cái điểm product raw score của mình sẽ cao hơn. Đó thì mọi người sẽ nghe đến cái điểm nó rất là nhiều về sau này.
Trước đó thì chỉ có đánh giá sản phẩm dựa trên cái điểm Product Information Score thôi, là mình điền đầy đủ thông tin đến đâu thì điểm mình càng cao đến đó. Còn sau này thì nó sẽ có cái điểm để mà đánh giá cái độ tăng trưởng, độ hiệu quả của một sản phẩm trên sàn nữa. Thì đó, mình điền được đầy đủ cái mục variable pricing này thì sẽ giúp mình tăng cái điểm đó lên ha. Và rồi tiếp theo thì sẽ đến cái phần product description. Thì ở đây đầu tiên là mọi người sẽ đăng tải những cái video, là những cái hình ảnh của mình mà mô tả sản phẩm, thì hình ảnh của mình càng rõ nét, video của mình càng hướng dẫn được khách hàng nhiều đến đâu á, thì lúc đó khách hàng khi mà họ vào xem á, cái cảm quan của họ thì đương nhiên cái hình ảnh lúc nào nó cũng sẽ đi trước cái nội dung hết đó. Họ nhìn hình ảnh của mình rõ ràng, nó đầy đủ thì người ta sẽ muốn click vào, người ta xem, cho nên là cái hình ảnh của mình là một cái phần rất là quan trọng. Thì mình có thể bấm vào đây nè. Tiếp ở đây thì mình có thể tải những cái hình ảnh của mình lên trên photobank trước. Lên trên photobank xong rồi sau đó mình vào trong đăng tải sản phẩm á, thì mình chọn vào select photobank đó để mà mình đăng tải được nhanh hơn ha. Còn ngoài ra thì mình cũng có thể dùng cái nút browse này để mà mình đăng tải hình ảnh từ trên máy tính của mình, nhưng mà có thể là nó sẽ lâu cái thời gian để mà họ tải cái hình ảnh lên trên trang thôi đó. Để nhanh thì mình có thể tải vào photobank trước rồi sau đó mình vào mình lựa chọn thôi. Thì trong cái mục này sẽ có một số các cái lưu ý là mọi người có thể chọn cái nút Protect này để mà mình bảo vệ cái hình ảnh của mình, để cho những cái nhà bán khác người ta sẽ không có lấy cái hình ảnh của mình người ta sử dụng đó. Thì mình có thể bấm vào trong này. Về tiêu chuẩn về hình ảnh và video á, thì họ sẽ yêu cầu mình như thế nào? Thì với video đầu tiên á, thì mọi người có thể một là mình đăng cái video chính, là thường cái video chính thì cũng đã đầy đủ rồi. Còn nếu mà nhà bán nào mà họ chi tiết hơn á, thì họ có thể để cái video chi tiết ở bên dưới cái phần description. Còn cái main video này á, sẽ là cái video mà hiển thị chung với cái hình ảnh mô tả sản phẩm ở ban đầu đó. Khách hàng họ có thể nhìn thấy cái video đó đầu tiên luôn. Thì thường những cái video chính này nó sẽ là những cái video ngắn, nó dưới 45 giây thôi, không có quá dài ha. Và kích thước thì thường là 100 MB, và cái khổ của video thì sẽ là 460 nhân 480. Video bên dưới cũng như vậy, nhưng mà cái thời lượng của nó sẽ dài hơn, là tầm khoảng 10 phút, và kích thước thì khoảng 500 MB. Thì đó, mọi người nên thiết lập cái main video này nè, để mà mình tăng được cái độ tương tác của mình. Cái khách hàng á, một là họ thấy video á, thì cái cảm quan của họ họ vẫn sẽ là giống như cái xu hướng bây giờ là người ta đang muốn xem video, cái thông tin nó vừa nhanh mà người ta còn cảm giác là người ta nhận được đầy đủ cái thông tin hơn nữa. Thì một là nhà bán của mình họ có thể tự quay rồi mình up lên đây. Còn hai á, thì mình cũng có thể từ những cái hình ảnh mà mình đăng tải thì mình tạo một cái video. Thì để tạo được một cái video á, mọi người sẽ vào trong cái phần video bank, mình tạo smart video. Thì có một lưu ý là nếu như mà muốn tạo được smart video, là video thông minh trên Alibaba, thì các cái nhà bán của mình ít nhất là cái sản phẩm đó mình phải đăng được 4 hình ảnh trở lên, 4 đến 5 hình ảnh đó, thì họ mới có đủ dữ liệu để mà họ tạo ra một cái video được đó. Thì sau khi mà mình đăng được trên 4 hình ảnh cho một sản phẩm rồi thì mình bấm vào cái chỗ smart video này ha. Thì sau khi bấm vào smart video thì nó sẽ hiện ra một cái trang là Alibaba Group. Thì mình sẽ copy cái ID sản phẩm. Cái chỗ này mọi người vào trong phần management product á, thì mọi người sẽ thấy cái ID sản phẩm này, mỗi sản phẩm sẽ có một ID riêng. Thì đó, mọi người sẽ copy cái ID sản phẩm này vào trong đây để mà Alibaba có thể lấy được thông tin và hình ảnh. Mọi người copy vào trong này rồi mình bấm vào cái phần generate. Thì sau khi mà mọi người bấm vào trong cái mục generate này á, thì nó sẽ Alibaba họ sẽ tự sắp xếp các cái hình ảnh của mình theo thứ tự, rồi sau đó họ sẽ sử dụng một số cái yếu tố mà mình đã đăng trong cái phần mô tả sản phẩm á, về về yêu về các cái tính năng của sản phẩm á. Trong Alibaba họ sẽ lấy ra một số các cái mục tiêu biểu họ gán vào trong cái video, là video của mình vừa có chữ vừa có hình đó, và nó chạy theo cái template của Alibaba họ khởi tạo.
Thì sau khi mà mình đã khởi tạo được thành công cái video đó rồi á, thì video đó sẽ được lưu trên video bank và mình có thể mình quay lại trong cái phần manage product, rồi mình vào trong đó để mình edit, rồi mình gán thêm cái video mà vừa mới tạo cho sản phẩm vào trong đó, rồi mình bấm lưu là mình đã có được cái video tự tạo từ Alibaba rồi ha. Còn về hình ảnh thì yêu cầu về hình ảnh là gồm có 6 cái hình nền trắng. Yêu cầu nhất cho tất cả sản phẩm là đều phải nền trắng, tránh cái việc mà mình để quá nhiều tiểu cảnh ở đằng sau sản phẩm của mình, hoặc là nền đen, hoặc là chèn vào những cái watermark quá nhiều, rồi để cả info của công ty, số điện thoại liên hệ. Thì đó, thì những cái hình ảnh đó sẽ là những cái hình ảnh không đạt tiêu chuẩn ha, và sẽ không có được đăng tải. Thì ngoại trừ đó thì kích thước của mỗi cái hình phải nhỏ hơn 500 MB và có cái khổ lớn là từ 640 nhân 640 pixel, thì mình có thể đăng tải cái hình ảnh khoảng 1.000 nhân 1.000 pixel là hợp lý rồi. Thì các cái nhà bán của mình á, ngoại trừ cái việc mà mình chụp hình sản phẩm ở studio á, thì với những cái sản phẩm nhỏ mình có thể set up được một cái phông nền nhỏ như vậy đó. Thì cái phông nền này nó có thể là trắng hoàn toàn, vậy xong rồi họ sẽ có đèn trong đó, họ chiếu thẳng vào cái sản phẩm của mình đó, thì mình sẽ chụp như thế này thì sản phẩm của mình cái độ chất lượng nó cũng sẽ cao và nó cũng là nền trắng luôn đó. Mình không có cần phải ra studio mà nó có quá nhiều công cụ. Thì các cái nhà bán mà mình bán những cái sản phẩm nhỏ, ví dụ như là giày dép linh kiện, hoặc là những cái thứ mà nhỏ nhỏ thôi, thì đó mình có thể mua một cái phông sáng như vậy về để mà mình chủ động mình chụp hình đó. Mình chụp càng nhiều hình thì khi mà mình đăng hình ảnh lên trên sản phẩm của mình á, thì nó cũng sẽ tốt hơn ha. Rồi kế tiếp thì mọi người sẽ đến với cái phần Smart Editing. Thì trong Smart Editing này á, thì mình sẽ đăng tải cái phần mô tả của sản phẩm chi tiết. Thì trong đó khi mà mình chọn vào Smart Editing rồi, mình chọn vào Edit Template, thì tùy với danh mục sản phẩm của mình, ví dụ như là mình bán quần áo, mình bán linh kiện, thì sẽ có một số các cái danh mục mà được Alibaba họ hỗ trợ cho mình cái template. Thì sau khi mình vào đó thì mình chỉ cần thay đổi các cái hình ảnh mô tả nè, rồi mình ghi những cái content chi tiết ở bên dưới, ví dụ như là về size nè, về cách liên hệ của khách hàng đối với mình nè, rồi về cách sử dụng của sản phẩm ra sao, rồi sản phẩm từ chất liệu gì đó, thì sẽ có đầy đủ trong đó để mà cho khách hàng á, sau khi họ nhìn thấy hình ảnh rồi họ nhìn thấy giá sơ bộ rồi á, thì họ sẽ vào trong cái phần nội dung chi tiết này để mà họ kiểm tra xem là sản phẩm của mình như thế nào, doanh nghiệp của mình ra sao đó. Càng nhiều, càng đầy đủ thông tin đến đâu á, thì khách hàng họ sẽ càng có cái nhu cầu họ họ tìm hiểu mình hơn, và nếu họ có được đầy đủ cái thông tin đúng với cái nhu cầu thì người ta sẽ gửi cái inquiry, người ta hỏi hàng mình ha. Sau khi mà mình đã thiết lập hết các cái thông tin về về hình ảnh là về mô tả rồi, thì mình sẽ đến cái phần là mình thiết lập giá cho một cái sản phẩm trade-in for. Thì có một tip á, để mà mọi người đạt được cái điểm cao hơn trong cái phần mà tăng hiệu quả của sản phẩm á, thì mọi người có thể chọn vào cái set uniform right of FOB này. Thì khi mà mọi người chọn vào đây á, thì khách hàng có thể thiết lập nhiều mức giá cho nhiều cái SKU khác nhau, ví dụ như combo 2.000 cái là bao nhiêu, combo 3.000 cái là bao nhiêu đó. Thì khách hàng có thể chọn nhiều cái combo khác nhau cho khách hàng, ví dụ như là như em nói ở đây đó, thì cái số lượng bao nhiêu thì cái giá nó sẽ thay đổi ra sao đó, thì mình chọn vào cái phần set uniform right này sẽ tăng điểm cho mình hơn là mình chọn set one FOB right thôi. Rồi ngoài ra mình sẽ chọn các cái phương thức thanh toán mà mình có thể hỗ trợ cho khách hàng. Đó, còn nếu như mà nhà bán của mình mà mình còn có cái phương thức thanh toán tiền nào tốt hơn á, hoặc là mình có những cái chi nhánh ở những cái nước khác á, thì mình có thể bổ sung ở dưới này cũng được. Rồi phần cuối cùng là phần mình sẽ add service, nghĩa là mình sẽ add những cái dịch vụ đi kèm theo nếu như mà cái nhà bán của mình có thể hỗ trợ được khách hàng ha. Thì ở đây là cái phần traceable, thì là mình có kinh doanh bán lẻ ở những cái sàn thương mại khác hay không, ví dụ như là AliExpress nè, hoặc là Amazon đó, thì mình có thể chọn vào đây
rồi mình lấy cái ID của cái sản phẩm trên những cái platform đó, rồi mình copy vào đây để khách hàng họ có thể họ tìm kiếm những cái sản phẩm bán lẻ của mình, còn không có thì cũng không sao, mình bấm vào cái untraceable này là được. Đó, thì cái mục này nó cũng sẽ không quan trọng lắm, mà nó sẽ giúp cho khách hàng có thể giúp cho khách hàng có thêm cái đường dẫn đến cái trang bán lẻ của mình thôi. Còn trong cái phần customer service này nè, nếu như mà mọi người có thể support được khách hàng trong cái phần này á, thì cái điểm tương tác hiệu quả sản phẩm của mình nó cũng sẽ cao hơn ha. Thì cái phần support for customer service này nó sẽ có gì? Ví dụ như là mọi người có thể hỗ trợ cho khách hàng cái việc mà thay đổi logo nè, hỗ trợ cho khách hàng cái việc mà thay đổi đóng gói sản phẩm nè, rồi có những cái hỗ trợ đặc biệt khác đó, thì mình có thể click vào trong này và mình mô tả ở bên dưới cho khách hàng họ biết. Rồi mình thì cái mục này mà mình chọn được thì cái điểm hiệu quả sản phẩm của mình cũng sẽ cao lên. Rồi cuối cùng là phần private offer service. Thì ở đây mình có hỗ trợ cho họ hay không, còn nếu như không hỗ trợ thì mình sẽ bấm vào not support. Ở đây là những cái yêu cầu cá nhân, những cái yêu cầu riêng của khách hàng á, mà mình là nhà sản xuất á, mà mình đáp ứng được thì mình có thể bấm vào đây, còn không thì thôi. Rồi sau đó thì mình sẽ click vào cái phần agreement này và bấm submit. Là mình đã có thể đăng tải được sản phẩm. Thì trước khi mà mình đăng tải sản phẩm, mình bấm submit á, thì mình sẽ bấm mình click vào trong cái phần fill in cái chỗ mà product information score này nè. Mình click vào trong này thì nó sẽ thể hiện cái điểm của sản phẩm. Thì điểm của sản phẩm tối đa là 5 điểm. Thì mình click vào đây, họ sẽ đánh giá cho mình là thông tin mình đầy đủ hay chưa. Thì có thể là mình chỉ cử từ 4 đến khoảng 4.8 điểm thì đã là cái điểm tốt rồi. Đã, thường thì mình sẽ cố gắng cân bằng cái điểm sản phẩm của mình trong khoảng 4.5 là tốt nhất ha. Rồi. Thì sau khi mà mọi người đã đăng tải sản phẩm và cái điểm sản phẩm của mình trên 4 chấm á, thì lúc đó là những cái sản phẩm của mình đã được list vào làm một trong những cái sản phẩm mà có cái thông tin đầy đủ và đã khá là chất lượng rồi, thì làm sao để mà mình kiểm tra thêm là những cái thông tin sản phẩm của mình nó đang có hiệu quả hay không, và sản phẩm này đang đang hoạt động ở trên sàn á, có nhiều lượt tương tác hay không, thì bằng cách là mọi người sẽ tăng cái product row score lên. Thì mọi người vào trong cái phần phần product, rồi mọi người chọn vào cái mục là product operation platform, thì nó sẽ thể hiện các cái điểm số ở đây, đó là điểm số tăng trưởng của sản phẩm ha. Thì các cái sản phẩm mà có điểm từ 80 đến 120 là những cái sản phẩm có điểm tăng trưởng tốt nè, là nghĩa là họ thu hút được cái lượt view nhiều qua mỗi ngày, và hai nữa là cái điểm tăng trưởng sản phẩm càng tốt á, thì Alibaba sẽ hỗ trợ cho những cái sản phẩm này boost cái độ hiển thị của họ càng lên cao hơn nữa. Thì ở trong đây sẽ có một số các cái thông tin để mà mọi người có thể mọi người optimize nó lên. Ở trong phần industry feature thì sẽ là những cái thông tin chính về cái sản phẩm của mình. Đó. Thì tùy với từng ngành họ sẽ yêu cầu là thông tin nào phải là cái thông tin mà được hoàn thành. Đó, còn nếu mà mình chưa hoàn thành á, thường họ sẽ có cái tip ở đây. Mình chỉ cần click vào thì nó sẽ dẫn ngay đến cái mục mà mình cần phải điền thêm, mình cần phải tối ưu thêm. Đó, thì tùy với từng ngành, từng sản phẩm khác nhau nó sẽ khác nhau. Rồi có một cái mục là product information score ở đây, thì cái điểm ở đây á, nó cũng sẽ khác nhau theo từng ngành. Ví dụ có ngành á, cái điểm sản phẩm tiêu chuẩn của họ sẽ cao, có ngành thì cái điểm tiêu chuẩn sản phẩm của họ sẽ thấp, thì ít nhất là cái điểm product row score của mình phải đạt được cái điểm trung bình của ngành. Đó, thì mình mới hoàn thành được cái mục này ha. Rồi tiếp thì ở đây nó sẽ có thêm cái mục conversion rate. Thì cái phần tỷ lệ chuyển đổi này á, nó sẽ dựa trên cái việc mà khách hàng họ tương tác với lại cái sản phẩm của mình. Rồi hai nữa là cái cách mà mình điền keyword nè, rồi mình gán cái keyword đó vào trong sản phẩm, cũng như là mình đã chọn được đúng cái danh mục phù hợp với cái sản phẩm của mình chưa. Đó, để mà mình đồng bộ cái độ hiển thị của mình. Đó, thì mình sẽ tăng được cái độ chuyển đổi này.
Thì ở đây nếu như mà chưa optimize được thì họ cũng sẽ có một số các cái tip để cho mình thay đổi nè. Ví dụ như là mình improve, nghĩa là mình thay đổi cái tiêu tiêu đề của mình cho tốt hơn, cho đúng với cái quy định, cái tiêu chuẩn của Alibaba. Rồi mình thay đổi các cái từ khóa nè, hoàn thành các cái mục mà mô tả sản phẩm, rồi mình có thể add sản phẩm vào showcase nếu như sản phẩm đó là một trong những cái sản phẩm tiêu chuẩn, những cái sản phẩm mà mình muốn khách hàng họ tập trung vào. Còn ngoài ra mình có thể điều chỉnh các cái mức giá, thì nhiều khi khách hàng họ cũng sẽ phân vân nhiều về mức giá, thì mình có thể hỗ trợ được cái tỷ đơn hàng tối thiểu cho họ, nghĩa là cái MOQ này nè, là số lượng tối thiểu mà khách hàng có thể đặt thử, thì nó cũng sẽ giúp thu hút khách hàng hơn ha. Rồi ở đây thì phần customization này á, là mình sẽ chọn ở dưới cái phần mà customer service đó, là mình có click vào trong đó mình support khách hay không. Thì nếu như có thì cái điểm cái mục này của mình cũng sẽ được đánh yes, thì điểm của mình cũng sẽ cao hơn. Rồi cái điểm cuối cùng là điểm extra point để đạt được cái 20 điểm thêm á, là mình có nhận được nhiều các cái inquiry trong vòng 90 ngày so với trong ngành của mình hay không. Đó thì đây là tiêu chuẩn của cái ngành cao nhất. Nếu như mà số lượng inquiry của mình á, mà đạt được cao hơn cái điểm này á, thì mình sẽ auto mình nhận được về 20 điểm cho cái phần product role score này ha. Thì đó là hoàn thành cho cái việc là mình đăng tải một cái sản phẩm lên trên sàn alibaba.com, từ cái lúc mà mình đăng thông tin rồi cho đến là mình kiểm tra xem sản phẩm đó nó có đang hiệu quả hay không. Thì em xin kết thúc training ở đây. Thì mọi người có thể xem lại những cái video training của em trên YouTube, mọi người vào trong channel gosell.vn vào mục đào tạo GoExport thì sẽ có những cái bản ghi về những cái buổi training này mới và cũ luôn. Hoặc là mọi người có thể lên website của công ty là gosell.vn vào trong thư viện training để mọi người xem lại những cái video đã cũ rồi mọi người ha. Rồi, em cảm ơn mọi người và chúc mọi người một buổi chiều làm việc vui vẻ. Thank you.